3 cơn ác mộng mà Nga mang đến để vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Các bạn thân mến, người ta vẫn thắc mắc lý do tại sao kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại rất ít khi lên tiếng hay xuất hiện trên truyền thông, những hoạt động mà trước đây ông vẫn hay làm. Điều này khiến giới chức phương Tây như đi trong một lớp sương mù bao phủ, không thể biết nhà lãnh đạo Điện Kremlin sẽ làm gì tiếp theo. Mỹ thì vẫn là siêu cường trừng phạt trên thế giới, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày càng kém hiệu quả hơn, thậm chí còn phản tác dụng dưới thời Tổng thống Joe Biden. Và dù phải chịu đến 6 vòng trừng phạt, thì Tổng thống Putin vẫn có những cách hóa giải của riêng mình. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích 3 chiến lược của Nga biến các lệnh cấm vận của phương Tây trở thành gậy ông đập lưng ông. Thứ nhất, bắt tay với Venezuela để chống lại Mỹ và khối NATO. Trước tiên phải nói đến việc NATO đang nỗ lực tìm kiếm các đồng minh có nguồn cung để thay thế dầu mỏ của Nga. Trong bối cảnh này, Venezuela đóng vai trò là chiếc chìa khóa quan trọng đó. Washington đang nới lỏng một số biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Venezuela để khuyến khích đối thoại chính trị giữa chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và các đối thủ. Một trong những bước nới lỏng trừng phạt là cho phép công ty dầu khí Chevron của Mỹ đàm phán với công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Venezuela về các điều khoản liên quan đến bất kỳ hoạt động nào trong tương lai của cả hai ở quốc gia Nam Mỹ này. Thực tế thì Mỹ đang cố gắng thuyết phục Venezuela khai thác trữ lượng dầu thô khổng lồ của mình để cung cấp cho châu Âu. Theo hãng tin Reuters, Mỹ cho phép chở dầu từ Venezuela đến giải khát cho châu Âu bằng cách từ đầu tháng 7, hãng dầu của Ý Eni SPA và Repsol SA của Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chở dầu mỏ từ Venezuela để bù đắp cho lượng dầu từ Nga. Theo đó, hai công ty châu Âu hiện có liên doanh cùng công ty dầu nhà nước Venezuela có thể tính dầu thô trừ vào các khoản nợ chưa thanh toán hoặc cổ tức trễ hạn của Caracas. Điều kiện quan trọng kèm theo là số dầu này phải chuyển đến châu Âu chứ không phải nơi nào khác. Tuy nhiên, điều này có làm cho Venezuela ngả hẳn về phía Mỹ hay không? Còn phụ thuộc vào mâu thuẫn tay ba căng thẳng giữa Venezuela với Mỹ và Colombia. Mâu thuẫn giữa Venezuela và Colombia bùng phát từ năm 2009 khi Colombia thỏa thuận cho Mỹ sử dụng 7 căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để tiến hành các chiến dịch mà họ gọi là chống buôn lậu ma túy và khủng bố. Theo đó, Mỹ sẽ được quyền triển khai 800 quân chính quy và 600 nhân viên hợp đồng tới 7 căn cứ quân sự của Colombia, trong đó có căn cứ chiến lược Palenquero trong thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, nhiều nước Mỹ Latin không cho là như vậy. Chính phủ Venezuela đã bác bỏ lập luận này và ra thông cáo nêu rõ Caracas phẫn nộ trước tinh thần thiếu trách nhiệm của chính phủ Colombia trong việc hủy hoại những nỗ lực nhằm xây dựng quan hệ song phương vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực vào tình trạng nguy hiểm. Tổng thống Venezuela lúc đó chỉ ra rằng Mỹ có kế hoạch xâm lược Venezuela thông qua Colombia, đồng thời tuyên bố tạm ngừng quan hệ ngoại giao và thương mại với Bogota, mặc dù buôn bán hai chiều đạt 7 tỷ đô một năm. Chính phủ cánh tả ở nhiều nước và các phong trào tiến bộ Mỹ Latin cho rằng hành động này làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình, an ninh khu vực. Hơn nữa, những ngày trước đó đã xảy ra xung đột tại vùng biên giới hai nước Venezuela và Colombia. Nhà cầm quyền Colombia đã điều động lực lượng vũ trang đến vùng giáp danh và xây dựng thêm căn cứ quân sự, cho phép máy bay Mỹ tự do đi và đến bất kỳ sân bay nào của Colombia mà không cần xin phép. Ngoài ra còn xâm phạm vùng trời Venezuela. Các quan chức của Venezuela khẳng định sẽ vẫn là đồng minh trung thành của Nga dù có bán dầu cho Mỹ. Một trong những lý do được cho là Colombia, cái gai trong mắt Venezuela, vốn là đồng minh thân cận của Mỹ và NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lợi dụng mối quan hệ phức tạp này để khiến Caracas ngả về phe mình. Điện Kremlin nói rằng Venezuela không nên bán dầu cho châu Âu, hãy để châu Âu phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Phó Tổng thống Venezuela Desi Rodriguez hôm 10 tháng 3 đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để xem xét lại liên minh chiến lược giữa hai nước và thảo luận về tình hình quốc tế phức tạp. Sau đó, các quan chức cấp cao của Mỹ tới Venezuela để tiếp xúc chính quyền Tổng thống Maduro trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Putin kể từ khi Moscow phát động chiến dịch này vào ngày 24 tháng 2. 2. Nga từ từ siết chặt dự án dòng chảy phương Bắc 1 để trả đũa cho việc bị ngưng dự án dòng chảy phương Bắc 2. Một trong những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine cũng như của những ảnh hưởng kinh tế, chính trị từ cuộc chiến này là đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Ngay từ trước khi Nga mở cuộc tấn công nhằm vào quốc gia láng giềng,
đường ống dài 1.234 km đi ngầm dưới biển, được xây dựng nhằm mục đích tăng gấp đôi dòng chảy khí đốt từ Nga sang Đức, đã đối mặt nhiều dấu hiệu bất ổn. Giờ đây, dự án mất thời gian vài năm cộng với 11 tỷ đô để xây dựng đang đối mặt với khả năng bị khai tử. Nord Stream, hay còn gọi là dòng chảy phương Bắc, là một mạng lưới đường ống dẫn khí đốt tự nhiên chạy dưới bờ biển Baltic. Nó bao gồm Nord Stream 1 và Nord Stream 2, cung cấp khí đốt cho Đức và châu Âu nói chung. Nord Stream đang cung cấp cho thị trường EU khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Giữa lúc cuộc chiến năng lượng giữa Nga và châu Âu trở nên căng thẳng kể từ cuối tháng 2, Đức đã đi xa đến mức đình chỉ luôn dự án Nord Stream 2 khi còn chưa kịp vận hành. Nếu chính tay người Đức đóng cửa dự án Nord Stream 2, thì Nga sẽ bóp nghẹt họ bằng cách từ từ khóa van Nord Stream 1. Theo The Guardian, Tổng thống Vladimir Putin và tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga dường như đang xoay chuyển tình thế đối với châu Âu bằng cách hạn chế nguồn cung cấp khí đốt. Gazprom đã cắt giảm 60% nguồn cung chạy qua đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn của châu Âu Nord Stream 1. Điều này dẫn đến việc cắt giảm nguồn cung ở Ý, Áo, Cộng hòa Séc, Slovakia và Đức. Gazprom cho biết lý do cắt giảm là Nord Stream 1 được sửa chữa, bảo trì, đồng thời phàn nàn rằng thiết bị cần cho việc bảo trì đang bị giữ ở Canada do đòn trừng phạt của phương Tây. Cho dù đây có là một động thái viện cớ của Nga để bóp nghẹt an ninh năng lượng ở châu Âu thì cũng chẳng ai làm được gì. Nga đang chơi trò vặn van nhỏ giọt, họ cứ siết chặt từng chút một để xem phản ứng giữa các bên ra sao. Giá năng lượng sẽ tăng do khan hiếm, người dân là đối tượng phải gánh chịu đầu tiên. Khí đốt tự nhiên chiếm gần 27% tổng tiêu thụ năng lượng của Đức vào năm 2021, phần lớn được sử dụng để sưởi ấm và dùng trong công nghiệp, nấu ăn trong các hộ gia đình, thắp sáng mạng lưới điện khắp đất nước. Từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đức đã nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga từ khoảng 55% vào tháng 2 xuống còn 35% vào tháng 5. Do đó, các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, nên cân nhắc đặt lợi ích quốc gia của mình lên hàng đầu trước khi có bất cứ quyết định nào quá vội vàng. Họ nên xem xét hàng loạt lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga có khả thi hay không, hay chính bản thân mình lại bị cảm lạnh theo kiểu gậy ông đập lưng ông. Việc EU phụ thuộc vào khí đốt của Nga và nguy cơ Moscow có thể cắt giảm nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế đang là vấn đề đau đầu đối với khối này. Đợt nắng nóng khắc nghiệt và đến sớm hơn thường lệ đang gây thêm sức ép lên hệ thống năng lượng tại một số nước châu Âu, nơi nhu cầu dùng máy điều hòa không khí tăng vọt bất chấp giá điện cao. Các dòng khí đốt của Nga đến châu Âu vào những ngày này không đáp ứng được nhu cầu trong bối cảnh một đợt nắng nóng sớm đang hoành hành ở phía nam của lục địa già. Tại Pháp, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C và đã được ghi nhận tại một số khu vực hôm 17 tháng 6. Bộ Y tế Pháp đã đưa và sử dụng đường dây nóng đặc biệt về nắng nóng trong lúc học sinh được khuyên là không đến trường tại những vùng có nhiệt độ quá cao. Cùng ngày, nhiệt độ khắp Tây Ban Nha là trên 35 độ C, làm phức tạp nỗ lực khống chế cháy rừng đang hoành hành ở một số địa phương. Chẳng hạn như ở vùng Sierra de la Culebra, một vụ cháy rừng lớn đã thiêu rụi gần 9.000 hectare đất và buộc hàng trăm người sơ tán. Rõ ràng, nhu cầu điện cao trong mùa hè nóng đe dọa đến các nước khó dự trữ đủ khí đốt cho mùa đông sắp tới. Kịch bản này, cộng với nỗi lo về nguồn cung khí đốt từ Nga, có thể duy trì giá năng lượng ở mức cao ngất ngưỡng. Thứ ba, Nga lên kế hoạch tăng giá dầu khi hợp tác cùng các đối tác OPEC. Thưa các bạn, thế giới đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng lương thực và siêu lạm phát. Nhiều quốc gia đã tăng lãi suất cho vay của đất nước họ để kiềm chế lạm phát. Giữa cơn bão táp này, Tổng thống Nga Putin lại có những chiến lược nhằm tăng giá năng lượng để bù đắp thiệt hại do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hãng tin Business Insider cho biết, Nga đang thu về 1 tỷ đô mỗi ngày chỉ từ việc bán dầu mỏ. Không chỉ vậy, Nga vốn là một quốc gia thuộc khối OPEC cộng, sẵn sàng sử dụng vị thế của mình với tư cách là một nhà cung cấp dầu. Như chúng ta đã biết, hầu hết các nước thuộc OPEC đều đến từ khu vực Trung Đông, mà tại đây, Liên bang Nga có sức ảnh hưởng rất lớn. Trung Đông và Bắc Phi là những nước xuất khẩu dầu thô cho châu Âu, cho nên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine, Mỹ rất quan tâm đến khu vực này. Tuy nhiên, cũng chính kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Trung Đông bị tổn thương bởi cuộc khủng hoảng lương thực. Giá lương thực và phân bón tăng vọt trên toàn cầu. Nếu như tình trạng này kéo dài và có chiều hướng xấu đi, các quốc gia tại đây có thể phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc không thể dự đoán được. Sự tuyệt vọng của những đồng minh OPEC đã khiến Tổng thống Nga Putin chú ý đến cuộc khủng hoảng mà Trung Đông đang phải gánh chịu.
Giờ đây, cảng Mariupol đã hoạt động trở lại, các tàu chở đầy ngũ cốc sẽ sớm đến Trung Đông. Trong bối cảnh đang phải chịu hàng loạt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc chưa từng có, mà Nga vẫn có thể hỗ trợ cho các quốc gia khác như một vị cứu tinh. Hành động này sẽ khiến OPEC vừa cảm thấy nể phục, vừa đáng trân trọng trước vị thế của một cường quốc lớn mạnh. Bởi vậy, Trung Đông có thể trả ơn Nga bằng cách chấp nhận một số yêu cầu của Nga như hạn chế bán dầu cho châu Âu hoặc hạn chế nguồn cung để đẩy giá lên cao. Cuối cùng, tất cả các quốc gia sở hữu loại vàng đen này đều có lợi. Khách hàng sẽ phải móc hầu bao nhiều hơn và các công ty sẽ phải linh hoạt để ứng phó với sự tăng giá nhiên liệu. Quả thật là như vậy, sau lời thúc giục của Mỹ và phương Tây, Liên minh OPEC cộng gồm các nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và đối tác vẫn giữ nguyên sản lượng đã định trong năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc các bên tham gia sẽ không tăng sản lượng nhằm hỗ trợ chính sách của Liên minh châu Âu EU và Mỹ về giảm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga, vốn mang lại khoảng 40% doanh thu cho ngân sách quốc gia này. Phía các quốc gia Trung Đông vẫn bám sát kế hoạch ban đầu là chỉ tăng sản lượng dầu lên 432.000 thùng một ngày trong tháng 7. Nga là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới và việc nước này tham gia vào các cơ chế điều tiết của thị trường toàn cầu chính là một nhân tố quan trọng để đảm bảo thành công cho OPEC. Thưa các bạn, trong khi Nga đã tìm được các nhà nhập khẩu dầu khác tại châu Á, thì EU lại chật vật tìm kiếm nguồn cung thay thế. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã đồng ý đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo để bù đắp cho việc cắt giảm dầu Nga. Việc EU cấm nhập khẩu phần lớn dầu Nga cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới tính cạnh tranh trên thị trường dầu của khối này. Dầu thô Urals của Nga đang được giao dịch ở mức khoảng 93 đô một thùng, thấp hơn so với mức giá khoảng 120 đô một thùng của dầu thô Brent, được xem là tiêu chuẩn cho giá dầu thế giới. Khoảng 36% lượng dầu nhập khẩu của EU là đến từ Nga. Lệnh cấm của EU với dầu Nga sẽ làm tăng thêm áp lực cho thị trường năng lượng vốn đã rất căng thẳng. Giá năng lượng đã tăng vọt trong năm qua, góp phần vào tình trạng lạm phát nóng lên ở nhiều nước. Việc áp thêm lệnh cấm lên dầu thô Nga được giao bằng đường biển sẽ thắt chặt nguồn cung vốn đã căng thẳng giữa lúc nhu cầu tăng khi mùa cao điểm đi lại bằng xe ở Mỹ bắt đầu. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!